Giảm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Thúc Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thư giãn và vui vẻ khi nghe những clip kể chuyện của em ngày hôm nay. Thì đến với cái video này thì em xin phép không có kể chuyện Tiếu Lâm nữa, mà em muốn đổi sang một cái chủ đề mới hấp dẫn, nóng bỏng hơn, đó là cái chủ đề có liên quan đến chuyện quan hệ, những chuyện tình dục, những chuyện phòng the rất là hay và thú vị. Vì em nghĩ rằng là có rất là nhiều người quan tâm và theo dõi những cái clip mà em nói về giáo dục giới tính, những cái vấn đề về tình dục học rất là hay. Cho nên ngày hôm nay em muốn chia sẻ về cái vấn đề thủ dâm ở một người phụ nữ. Thì hiện nay có rất là nhiều người phụ nữ họ đã làm và thường làm lắm, và họ không có nói cho ai biết hết á. Và ngay cả em thì em cũng đã từng làm. Không ai mà không từng làm trong cuộc đời chứ quý vị ơi. Nhưng có người thì dám nói ra, có người thì mắc cỡ và không bao giờ dám nói ra. Tại vì nếu mà mình đứng lên giữa cộng đồng, mình nói là mình đã từng thủ dâm rồi, thì chắc hẳn rằng sẽ có nhiều người nói trời ơi, ghê vậy. Nhưng họ đâu biết rằng đó là một cái chuyện bình thường thôi. Giống như là mình đói bụng thì mình ăn cơm, mình khát nước thì mình uống. Còn cái vấn đề mà thủ dâm ở nữ giới hay ở nam giới là một cái vấn đề hết sức là tâm sinh lý bình thường. Nếu ai mà không làm, đó mới là người không bình thường quý vị ơi. Tại vì á, trong cái con người á, ai cũng có những cái sinh lý á. Có người thì coi như là thèm quan hệ nhiều, có người thì ít, có người thì không thích luôn. Đó, cho nên là những người nào mà quá nhiều lần trong một ngày mà muốn quan hệ đó, như là cái nhu cầu người ta cao quá đi, đó, thì người ta có chồng rồi nhưng mà không có đáp ứng được những cái nhu cầu đó, thì người ta cũng có thể tự giải quyết để mà thỏa mãn qua cái cơn đó. Chứ không lẽ giờ mình thèm quá, mình ra đường mình gặp ai mình cũng lấy hết, rồi chồng mình biết chắc quánh thấy bà nội luôn. Cho nên là mình phải tự mình giải quyết cho cái con người của mình. Bởi vậy á, khi mà mình chia sẻ cái vấn đề mà thủ dâm ở nữ giới này á, thì sẽ có rất là nhiều người bình luận nói là tại sao một người phụ nữ, một người con gái Việt Nam mà tại sao lại đi nói những cái đề tài này. Bởi vì có những người người ta không có nói ra, nhưng mà người ta làm cho có rất là nhiều người người ta không biết, người ta mơ hồ về những cái vấn đề này. Cho nên là những cái vấn đề giáo dục giới tính này nó không có phổ biến nhiều. Thành thử ra có rất là nhiều trẻ vị thành niên hay là những người mà mới lớn 18, 19 tuổi đó, là họ không biết những cái cách để mà ngừa thai này nọ kia, và dẫn đến những cái vấn đề như là nạo phá thai không mong muốn ở bệnh viện Từ Dũ thì khá là nhiều những cái ca như vậy. Đó là cái điều mà em nghĩ rằng là không có nên. Bởi vì nếu mình quan hệ, mình có trách nhiệm thì mình dám chơi, mình dám chịu, chứ mình làm như vậy thì rất là tội cho những sinh linh bé bỏng. Cho nên nó vấn đề nạo phá thai nó cũng là một cái điều nhức nhối trong xã hội hiện nay. Việt Nam của mình thì cái tỷ lệ nạo phá thai khá là cao luôn, còn nước ngoài thì tại sao cái tỷ lệ nạo phá thai nó lại ít đến như vậy? Tại vì họ có những cái biện pháp để ngăn ngừa, ví dụ như thức uống ngừa thai hoặc là bao cao su này nọ kia. Cho nên là họ được giáo dục giới tính từ hồi nhỏ, cho nên là người ta biết những cái vấn đề đó rất nhiều. Còn bây giờ em không có nói về vấn đề nào phá thai quý vị, mà em nói về cái vấn đề thủ dâm ở nữ giới là tốt hay là xấu. Thì có thể tốt hoặc cũng có thể xấu luôn. Mà tại sao em lại nói như vậy? Tại vì theo em nghĩ rằng khi mà cái nhu cầu của con người nó xuất hiện thì mình phải làm sao để thỏa mãn được cái nhu cầu của mình. Giống như bây giờ mình bị ngứa cái tay đi thì mình phải gãi cái tay mình, chứ mình để là mình không có chịu nổi. Có ai mà ngứa cái tay mà không gãi để vậy hoài không quý vị? Cho nên là cái vấn đề quan hệ tình dục cũng vậy. Những cái người phụ nữ mà không có chồng, những người phụ nữ quá chồng, chồng mất, chồng đi chiến trường, chồng đi quánh giặc hay chồng đi công tác á, thì không phải một ngày mà chồng đi công tác mà về đâu, có thể đi nửa tháng, một năm, chồng mất rồi thì thôi rồi, ở vậy luôn. Rồi á, những lúc mà cô đơn màn đêm buông xuống, thì khi mà xem những cái bộ phim tình cảm nha quý vị, trên màn ảnh thì sẽ có những cái cảnh hôn nhau, những cái cảnh ôm ấp. Và mình là con người mà khi mình xem những cái cảnh đó thì ít nhiều gì con người của mình nó cũng sẽ bị tác động. Và khi cái tác động đó nó mỗi ngày một nhiều hơn nữa thì cái nhu cầu đòi hỏi con người của mình, họ muốn quan hệ. Và khi mà muốn quan hệ như vậy á, thì những người phụ nữ họ rất là tội nghiệp. Tại vì đâu có chồng đâu, chồng mất, chồng đi chiến trường, chồng quánh giặc, rồi kiếm đâu ra để mà quan hệ. Nhưng không lẽ bây giờ mình nhắm mắt mình ra đường mình lấy đại đâu có được. Cho nên là có những người người ta
sử dụng cách là người ta xem phim và người ta thủ dâm. Và có rất là nhiều cách thủ dâm ở nữ giới, hình như là có tới 15 cách luôn quý vị. Để em kể sơ sơ quý vị nha, để xem nha, thử coi là cái vấn đề thủ dâm ở nữ giới hiện nay là nó phổ biến rất là nhiều ở những quý bà có tiền, có nghèo, có không đẹp, có mà đẹp cũng có nữa. Cái vấn đề thủ dâm nó bình thường giống như đàn ông vậy đó. Họ cũng có những lúc họ cũng sốc lọ này nó kia cũng rất là nhiều. Không lẽ bây giờ mình nói đó là những cái vấn đề không bình thường. Bác sĩ người ta nói rằng là có những vấn đề thủ dâm rất là bình thường, nhưng mà nếu mình lạm dụng nhiều quá thì nó mới bất thường. Nó bất thường ở chỗ là mình sẽ nghiện và mình sẽ có những cái hành vi lúc nào cũng làm riết, cái sức khỏe mình nó suy kiệt và nó không có đủ để làm những cái việc khác. Tại vì trong cuộc đời mình nó có những cái điều nó hay lắm, nó còn tồn tại xung quanh tình cảm, gia đình, bạn bè, công việc tùm lum hết, chứ không thể ngày nào mình cũng tập trung vào mình xét riết cũng không có tốt. Nhưng mà ở phụ nữ, những người nữ giới thì người ta có rất là nhiều cách để thủ dâm. Thứ nhất đó là họ có thể dùng gối nè, dùng vòi sen nè, dùng bàn, dùng ghế, dùng ngón tay, dùng những cái xét toy. Và họ có thể dùng những cái chiêu trò này, chiêu trò kia, miễn sao mình thể giải tỏa được cái ham muốn, cái xác thịt của bản thân. Ngay lúc đó, tại thời điểm đó là họ cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy lên đỉnh được khi mà họ dùng bằng tay là thường xuyên quý vị ơi. Nhìn có thể những người mà người ta dùng dưa leo, cà tím, cà rốt cũng chừng, cũng có rất là nhiều cách. Và mỗi một người phụ nữ thì họ sẽ chọn những cách khác nhau. Và nhất là những người phụ nữ mà có nhu cầu cao nữa, mặc dù có chồng bên cạnh nhưng mà không có thỏa mãn được, họ cũng có thể làm. Chung lẽ giờ chồng mà ông chồng thì lớn tuổi mà cô vợ thì trẻ đi, ví dụ như ông chồng thì cứ như sức khỏe cứ nhìn tận lần hai lần là hết đát rồi, mà con vợ thì trẻ quá, đẹp quá, nhu cầu cao quá, một tuần 3-4 lần, một ngày 3-4 lần, thì làm sao mà sức khỏe ông chồng có đó, làm riết ổng là đi bán muối sớm quá, cho nên là coi như sững bà già đó quý vị, dạng vậy đó. Cho nên là ông chồng đâu có chịu nổi, là coi như bà vợ bà phải tự xử đó. Thì bà tự xử như vậy thì nó có những cái mặt tốt ở đây là không có ngoại tình nè, không có bị lây những bệnh xã hội nè, và nó không có bị mất danh dự người phụ nữ nữa, không ngoại tình, không có mất danh dự. Và nó làm cho mình có thể là giải tỏa được những cái căng thẳng, tại vì cái đó nó cũng là tạo thành những cái stress. Nếu mà nhu cầu mình muốn quan hệ mà mình không được đáp ứng thì mình sẽ cáu gắt và mình sẽ bực bội với những người xung quanh. Cho nên là nó đáp ứng được những cái nhu cầu đó, và đó là những cái mặt tốt của cái việc thủ dâm. Hoặc là những người đàn ông họ chưa có vợ, họ cũng có thể tự làm xốc lọ, họ xem phim, họ làm một mình, thì đó là những cái nhu cầu thiết yếu của cơ thể, cho nên là họ làm để họ thỏa mãn được những cái nhu cầu cá nhân. Và không có phải đi ra đường, thấy gái đẹp cái mình hiếp dâm, mình mang tội, mình phải ngồi tù, rồi mình làm này làm kia phạm pháp. Cho nên là nếu mình ham muốn, mình có thể tự giải tỏa. Và thủ dâm đó là một cái cách để người ta không có làm những cái tệ nạn, vấn đề xấu đi đó. Còn nếu như mà mình nghiện quá đi, mình nghiện quá, ngày nào mình ăn cơm, mình ngồi, mình cũng muốn làm nhiều đó, thì nó làm cái điều nó không có tốt về cái mặt tâm lý, về cái mặt sức khỏe đó, thì tinh trùng đâu mà làm hoài. Ví dụ như người đàn ông á, làm như vậy thì phải ra nhiều thì hao tốn sức lực đó. Cho nên là em nghĩ là cái gì cũng có mặt tốt và cũng có những mặt xấu. Thì giữa đàn ông và người phụ nữ thì ai cũng có những cái nhu cầu về thủ dâm hết. Và em chia sẻ cái video này cũng khá là dài rồi, cho nên là tới đây thì em xin phép được ngừng. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết cái video này. Nếu quý vị thấy hay, xin nhớ like video, share video và đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.